Đạo diễn, em diễn được chưa đạo diễn ơi? À, tới 7 giờ rồi đúng không? À, ta hello, xin chào mọi người đã trở lại với đài truyền hình của Anh Da Đen. Thì tôi là Anh Da Nâu đây và chúng ta đã đến với thời sự lúc 7 giờ tối. Thì bắt đầu bằng loạt thời sự ngày hôm nay, chúng ta hãy đến với việc quảng cáo thiên đường. Đây là nơi thiên đường dành cho tù nhân. Bạn có thể thấy tù nhân ở thế kỷ 21 không còn cực khổ như xưa nữa. Bây giờ hãy đến với nhà tù của chúng tôi. Nhà tù này chính bản thân tôi đã ra vào nhiều năm để được ngồi trên cái ghế ngày hôm nay. Thì đây là nơi tôi đã bắt đầu công việc của mình. Đến với nhà tù của chúng tôi, các bạn sẽ được trợ cấp một nơi ăn, ngủ, nghỉ miễn phí, đầy tình yêu và màu hồng. Các bạn còn có thể chịu tra tấn một ngày tới tận 3 cử. Và các bạn phải lao động khổ sai liên tục trong vòng nhiều ngày mà không được ngủ nghỉ. Các bạn sẽ bị đánh đập hành hạ và các bạn phải bị nhấn nước cho tới chết. Đây là nhà tù rất là tuyệt vời dành cho những tội phạm như tôi và như các bạn nữa. Với sự canh phòng đầy nghiêm ngặt thì ai có thể thoát khỏi nhà tù này sẽ có một phần quà vô cùng to lớn. Quà sẽ được gửi thẳng về địa chỉ nhà của các bạn nếu các bạn trốn thoát. Và cuối cùng hãy đến với nhà tù của chúng tôi để được sự trải nghiệm ở tù một cách thoải mái nhất có thể. Chúc mấy bạn vui vẻ khi ở tù. Từ coi TV hôm nay là quá đủ rồi mẹ ơi. Ôi cái tôi gì coi dạ? Mà tôi tức luôn á. Tao lâu lâu mới được coi cái TV thiệt đã. Bu vô nói coi TV đã. Giờ chưa kịp coi với tao ông đập mất tiêu cái tiền hình rồi. Không có cho coi nó đi về luôn đi. Ôi dạ. Suốt ngày coi ba cái khùng điên vậy đi. Ê, về mà lên. Ê nè hút hồi nãy tôi thấy cái quảng cáo của nhà tù đó. Đã có hút nhà tù màu hồng đúng á, đẹp quá à. Ông có cho mình đăng ký tham gia nè, hút. Thấy cái gì không? Thấy đường này đường gì không? Đường này đường về. Đúng không? Đó đúng rồi đi về đi không có cho coi nó suốt ngày coi điên. Vậy rồi phim nó mới cho tôi chị Bạch Đa coi đâu? Từ tới đây coi phim mà mẹo với chị Bạch Đa cứ bắt tôi phải coi nhà tù hoài đi gì? Tôi thấy cái đầu quảng cáo hay quá mà. Thiệt luôn hả? Nói bữa nay coi phim mà không cho không, coi. Không có cho coi. Từ rồi gì đâu nhỏ mọn. Mới qua nói là bữa nay có bộ phim hay lắm, rủ mẹo chị Bạch Đa qua coi. Vừa qua mới coi xong phần quảng cáo không đủ gì luôn. Mà mấy bạn ơi, nãy giờ mấy bạn có coi cái quảng cáo đó mấy bạn thấy hay không? Trời ơi cái nhà tù màu hồng nó đẹp quá. Chị Bạch Đa, chị muốn ở với em không? Em chị đăng ký tham gia. Cái nhà tù nó không có đẹp chứ không có ở nhà tù mèo ơi. Sao ạ? Em thấy nhà tù nó đẹp lắm mà. Trời ơi, ước gì em được ở trong cái nhà tù màu hồng đó. Giờ em có nằm mơ cũng muốn được ở trong cái nhà tù đó nữa. Đã thiệt luôn. Ở nhà tù lắm chứ không ở nữa đâu. Thôi thôi, hôm nay định đi coi phim mà coi không được thì thôi đi ngủ sớm đi chị Bạch Đa. Hay thiệt tình, coi phim cũng không được, coi cái nhà tù hút cũng không cho coi, thôi đi ngủ luôn đi mấy bạn ơi. Ôi da, ủa mình đang đâu vậy nè? Ôi toàn là màu hồng. Yeah, chúng ta đã được vô nhà tù màu hồng rồi, thích quá đi. Trời ơi, vô nhà tù màu hồng mẹ. Cái nhà tù màu hồng luôn nè, trời ước mơ thành sự thật rồi. Hút ơi, tỉnh dậy. Cái gì vậy trời? Ông cái gì vậy? Ông thấy mình đang đâu không? Wow. Trời ơi trời, đậu xanh ra muốn hộp lụ xin. Cái gì vậy trời? Tôi đây là cái gì màu hồng tè le vậy mẹo? Nhà tù màu hồng nè đã. Tại sao tôi đang ở đây? Tôi đăng ký tham gia nhà tù màu hồng á. Tại mẹ đăng ký thì mày đi một mình mẹ thôi chứ tại sao tôi đang ở đây? Biết sao không? Sao? Tại vì tôi đăng ký tận 3 vé lận cho ông chị Bạch Đa nữa đi. Ừ, chị Bạch Đa thì mèo nó lừa mình vô đây rồi. Chị mèo. Chết quá. Thôi tôi nằm đây tôi ngủ luôn. Tôi khó lắm tôi mới đăng ký vô đây được á. Hút ơi, nó nghe nè. Khó khăn lắm tôi mới đăng ký vô được á. Ta chê tao không chịu, tao nói tù trong này ít lắm, tao không cho 3 vé đâu, tôi đang nỉ gãy lưỡi tao mới cho 3 vé vô đây. Nhưng mà biết sao không? Tôi vô đây chỉ vì phần thưởng thôi. À không thấy trên quảng cáo ta nói hả? Nếu như ai có thể trốn thoát khỏi nhà tù này sẽ được một phần thưởng rất là lớn. Được rồi, lỡ như phần thưởng á là một ổ bánh mì và một chai nước suối thì sao? Mắc cười ông quá. Xây cái tù chà bá vậy rồi cho người ta trốn ra cho phần thưởng ổ bánh mì chai nước suối. Ông nghĩ sao vậy? Tôi không biết đâu, tôi sẽ không tham gia nhà tù này. Tôi sẽ nằm đây tới khi nào mà tôi được thả về thì thôi. Thì ông cứ nằm đây đi để ông sẽ được ăn ăn đập một ngày tận ba cử và lao động khổ sai mỗi ngày. Thà vậy cũng được, tôi muốn đi chơi. Thôi với mẹ hả? Giận mẹ rồi. Thôi chị Bạch Đa cũng nằm đó luôn kìa. Thôi để em dắt chị Bạch Đa về. Chị Bạch Đa đi trước đi rồi chị đi sau. Chị nào cứ ra khỏi tù đi, kinh kêu chị. Lúc đó em đi làm lấy phần thưởng một mình, không chia cho hai người đâu nha. Thôi chia là phải chia cho ba chứ. Mẹ đi mẹ hót mày phải chia cho tôi. Ok mọi người, hôm nay chúng ta sẽ thử thách 24 giờ thoát khỏi nhà tù màu hồng. Tụi các bạn hết đơn chứ mẹ hết lắm luôn á. Đợt nào hết video này các bạn đừng quên thả like và sub cho mẹ và cả team của mẹ, đặc biệt là bỏ ra từ 5 đến 15 giây xem video quảng cáo giúp mèo, cho mèo có tiền mua đồ ăn cho hai con mèo hết tử và hoàng tử của mình nha mấy bạn. Đó được rồi, giờ chúng ta cùng nhau hợp tác ra khỏi tù nào. Mình đã vượt ngục biết bao nhiêu cái tù rồi, không lẽ sợ gì cái tù màu hồng này đúng không? Tôi đang tìm cách ra khỏi đây nè mèo, khỏi nhân mèo nói. Tìm cách ra khỏi đây hả? Để tôi tìm cho. Tôi sẽ là người vượt ngục khỏi cái nhà tù này đầu tiên. Ê mấy cái len này đập được nè. Có cái gì dưới đất kìa? Thấy không? Cái này giống là cái rương cô tần. Đúng rồi. À tôi tìm được cái cốc rồi nè. Hứa nè, ông làm gì trên đó vậy? Xuống đây coi. Người mèo. Ông làm người mèo. Cách nào ông lên được đó vậy? Ủa gì vậy? Ủa cách nào hả? Thằng Giang, hứa thằng Giang. Tôi sẽ không cho thằng Giang vậy đâu. Cái này sẽ chắc chắn là đào ra đây. Rồi xong luôn. Chị ơi em chị ơi đây. Thật ra bên đây có cái gì nè? Trời ơi. Dạ, dạ. Đó cũng có cái rương cô tờ kìa. Ơ cái nhà tù này thích cái tờ là màu hồng thôi. Để tôi lên đây lấy nha.
đâu, cách nào? Đều lên coi được không? Nè. Lên không được, dở. Ở đây chúng ta có ván gỗ xoài, được 3 cái ván gỗ xoài luôn. Cho ván gỗ xoài để làm gì vậy ta? Cái này đi ra đây vậy thôi. Ê, ván gỗ xoài mình bỏ vô mình là cái nút nè. Đúng rồi, làm một cái nút để gắn cho cánh cửa nó bỏ đi. Ê, mình còn dư tận 2 cái ván gỗ nè, mình làm được gì ta? Để cho trong đây coi lại thử coi. Hình như cái này là... Trời ơi, cái này là bạn chế tạo nè mọi người, dỡm. Cái bạn chế tạo là bạn toilet không á? Nghĩ sao vậy? Cái chỗ đẹp đẽ là gì kêu là cái toilet, cái ván gỗ xoài này mình có thể làm được một cái miếng lót nữa nè. Miếng lót này chắc đặt xuống đây hả? Chị Bình Nam dặm lên, miếng này không có gì trơn rồi, chị dặm thử coi sao gì kỳ vậy? Đâu, cái miếng này dặm cho mở cửa hả? Vô dặm thử cho mở cửa. Rồi cái miếng đó là dặm vô là chết các bạn nào. Không, nhưng mà ông dặm nè, tôi dặm không sao hết. Ông dặm thôi, tôi hết. Ông dặm không có bị gì không? Đâu bị gì đâu. Ủa, cái gì kỳ vậy? Chị Bình Nam chơi dặm lại, chị Bình Nam. Chị Bình Nam vô dặm lại thử, chị Bình Nam vô dặm lại thử cho em coi thử ai. Đó. Ê, cái đó có đằng sau có gì bí ẩn á. Em với Phút dặm vô chị. Ê, cái miếng là hình như chị dành riêng cho chị, bên ta dặm là chết thôi. Ê, cái miếng đó hình như nó có thù với chị thì sao? Cái miếng này có thù với chị đúng rồi. Ê, cái miếng dán có ghi kìa, miếng dán này chỉ người ngu dặm vô mới chết. Ôi, chị tính ra là mình thật là khôn, cho nên là mình không có chết được. Thôi được rồi, đi ra khỏi cái nút bấm của tôi đâu mất tiêu rồi. Rồi, cái nút bấm của mèo á, dặm cái miếng đó là không có hết rồi. Thôi gỡ cái miếng này ra dặm vô rồi, đem đi chứ để thôi để bà bên ta mới dặm rồi bà té bà chết. Vậy mấy rồi cái nút bấm nó dặm lên từ nó làm cái mất cái đó. Cái miếng nào giúp vậy là chị không lên chị đi. Qua được căn phòng thứ hai rồi. Nè, có cái cầu thang này là đi về nè. Kéo lên cầu thang đó đi về. Này nguyên một chùm rương luôn. Một chùm rương con cua tờ luôn nè. Cái này để làm gì vậy ta? Ủa rương gì vậy? Lục rương rồi chị Banda, thử lục rương rồi. Không thấy. Có ai kiếm được gì trong rương không? Mẹ mèo tôi kiếm được nè mèo ơi. Đâu không kiếm được vậy? Mèo nhìn vô hai bàn tay tôi nè, thấy cái gì không? Trời ơi. Hai bàn tay trắng luôn á. Ê, cái chỗ này có cái chỗ này ở đây có chỗ đi vô nè. Hèn gì biết ngay mà mình nghi mỗi sau cái bức tranh là chắc chắn phải có cái điều gì đó đáng ngờ. Không có ai mà để mấy bức tranh đây hết. À, tôi kiếm được cái cúp rồi. Chị Bánh Đăng, em tìm được cái cúp rồi nè. Ở trong đường có cái cúp. Ừ, đào ra đi nào. Không, cái cúp này mình chắc sẽ đào cái này. Ồ, cái này đào đã lắm nè. Cái cúp này chắc chắn phải đào cái này chứ đúng không? Ở đây có cái gì không ta? Rồi, gãy cúp là hay quá. Oh my god. Cái cúp. Ê, đào được cái kẹo bông gòn nè mèo. Đâu? Kẹo bông gòn hả? Ăn được không? Ủa sao cái này mình cái kẹo hả? Wow, chỗ này đẹp quá, không có gì hết trơn á. Ủa, đào đào đào. Cái cúp xong rồi mình lại mình đào đống này chưa kịp đào nữa rồi ra nó bể cái cúp rồi sao? Cái này có cái gì đó. Ủa cái này sao? Rồi sao kẹt tôi luôn rồi mèo ơi. Mẹ mở lên đi, mẹ mở lên đi, cái đẩy lên đi ra. Rồi tôi mở nè. Có một cái ván gỗ xoài ông đi ra được chưa? Chưa. Cố lên chị Banda, chị sẽ cứu ông. Cố lên, cố lên, chị đang giải thoát nè đó. Rồi đó ra đây. Rồi tiếp tục ván gỗ xoài làm cái nút bấm nữa. Trời ơi đơn giản dễ hiểu. A chà, vô mọi người. Let's go. Chị Banda, chị không vô hả? Chị Banda muốn đi về. Chị này về là chứ gì? Cái này cái gì vậy? Tự nhiên có nguyên cầu thang thiệt là cao đi lên trên đó luôn. Cái này. Nhìn lên biết về ở nào. Cái này chị Banda chị dọn. Hết không? Cái gì vậy? Đang đi. Batman. Ôi trời ơi, ông tính là Batman hả? Cái này là cái gì vậy ta? Cục đất thật hả? Chị biết sao mà tôi đánh ba không? Tại ba cản đường tôi á. Cản đường không hả? Chị Banda chị dòm nè, mấy cục đất này cũng màu hồng nữa mà nhìn đi như là một cái bánh có lớp kem màu hồng ở trên vậy á. Có thấy vậy không? Có thấy vậy mà. Ăn kẹo đi nào. Như con đường bánh vậy á. Phút lụm được cái kẹo bông gòn này nhìn mắc cười quá. Cái này giống con đường bánh không chị Banda? Em giờ bị chạm con đường bánh luôn. Bánh ngọt nè. Ừ đúng rồi, nhìn đảo à. Thấy mấy cái này cái nào nhìn ở sau lưng nào. Gì? Tao làm gì vậy? Thu hút hình như có thù với chị Banda mấy bạn. Dù cỡ nào nữa cũng phải hại cho bà Banda chết không mới vừa lòng. Chị Banda đâu đưa bả lên đây. Bà dưới á. Thôi được rồi, hai người làm gì làm đi, tôi đi lên tiếp đi. Ê đừng có tông nhau, đường này có một đường thôi, tông tông một hồi té chết bây giờ. Hình như tôi thấy không có té chết hay gì hết. Hai người lên đây đẹ đây. Lên đây đẹ đây, em lên tới đỉnh rồi nè. Ui trời ơi đi mệt muốn chết rồi. Nhanh đây nhanh đây nhanh đây. Chị đang đi kế cưng nè. Lên đẹ đi, chúng ta còn phải về để lấy quà nữa. Ê wow, chị Banda đi trước chị Banda. Chị còn quýnh cái nữa là chị kêu bà ông nội luôn á hết. Ông đừng có đánh mà, ông hay bà có cái bà cần đi kìa. Lên đây chị Banda. Chị Banda nhờ chị đi trước á. Nhường chị á. Chị về. Trời ơi. Ghê. Dễ quá ha hút. Thôi chị Banda, sao chị cô không hả? Đây để em đi qua chỗ này. Tòn, vậy à. Tính ra cái nhà tù này đỡ hơn nhà tù bằng đất hơn bữa hả hút ha. Còn khỏe nè. Tôi thấy cực kỳ đáng ghét mèo ơi. Sao ạ? Nhà màu hồng năm tính mà sao lại ông chê vậy? Đây có ông đầu bếp BD nữa nè. Đây ông đầu bếp này ông làm gì đây? Ông sẽ 10 cây kẹo bông gòn với 10 cái bánh quy sẽ đổi cho mình một cái nút để đi ra khỏi cái phòng này. Ôi trời ơi, hai con mắt ông cũng màu hồng kìa. Nhìn thấy ghê quá. À. Giờ mình phải tìm kẹo bông gòn. Ông đang làm gì trong đó hả? Ông làm gì vậy? Đang ngủ trong ruộng. Cây nãy tự nhiên của em đâu mất tiêu
chị Minh La không còn nữa. Giờ làm sao ta? Nè, cái này nó có hướng dẫn cái gì nè. Khoan, bên này là bánh quy. À, mấy cái bánh quy này mình phải có cúp để mới đạo được cái bánh quy này. Còn kẹo bông gòn. Vậy là cái này nó phải kêu mình làm ruộng. Làm ruộng hả? Để em coi. Nè, nó phải lấy lúa nữa kìa. Hình như cái ruộng này là cái ruộng riêng của tụi nó đó mèo ơi. Đúng rồi. À, trong ruộng của ta nó cho mình cái cục gì nè. Cục gì như cục sô cô la mọi người thấy giống không? Y như nguyên một cục. Ăn thử coi. Không ăn được. Cái mà thôi ăn cái mất tiêu luôn á. Ăn cái mất luôn á. Nè, mình làm ra được. Mình làm ra được 4 miếng sữa sô cô la nè, đúng hết. À cái đó đúng rồi, sữa sô cô la đó. Quên, em tính ăn. Nè đấy rồi, lấy lúa với sữa sô cô la mình sẽ làm ra được cái que. Cái bánh. Cái nhìn giống bánh quế chị Minh Na, đúng không? Đúng rồi, chị cũng thấy giống, thôi chị lấy lúa. Ok, em sẽ lấy lúa. Nè, chị lấy lúa được nè. Chết, cái này cái đường cơ tờ để mở ra. Lúa mình để theo 3 góc và một cái miếng bánh là chúng ta sẽ ra được 3 cái cây bánh quế luôn. Cái này mình kêu đại bánh quế thì mấy bạn, mình thấy giống cái bánh quế quá. Rồi. Ai chiên người cây ra ăn đi. Bánh quế với cái này nữa hả? Đề bánh quế, 3 cây này. Chứ mình sẽ làm dạng như y cái cúp luôn. Trời, chị Minh Na nó ra nguyên một cái cúp kẹo luôn nè chị Minh Na. Cái cúp bằng bánh nè. Đẹp không? Wow, nguyên cái cúp bằng bánh luôn. Vậy là bây giờ mình phải đào 10 cái bánh quy với kẹo bông gòn. Có nào ông giúp tôi lấy kẹo bông gòn ấy hết. Kẹo bông gòn ở đâu? Lấy đây, chắc là ở đây nè. Chắc là cái cây này. Nè, dưới nè bà nội ơi. Ủa dưới kẹo bông gòn kìa. Ê, hồi nãy hình như mình đập cái cục giống vậy đó là kẹo bông gòn nè, đúng không? Đúng rồi, nãy mình đập cái cục giống vậy. Hai người cái kẹo bông gòn khó ra hơn cái cây dưới. Hai người kiếm kẹo bông gòn đi, em lấy bánh quy nè. Hy vọng cái cúp này không bao gãy như cái cúp hồi nãy các bạn ơi. Ok. Tại tôi lượm được nguyên cái nhánh cây kẹo bông gòn luôn nè mèo. 10 rồi. Em kiếm được 11 cái bánh quy luôn rồi. Hai người kiếm đủ 10 cái cục kẹo bông gòn. Có 7 cây bông gòn nè. Coi hút có mấy cây vậy? Tôi có 1 cây. Rồi xong luôn. Chúng ta cố gắng tìm 2 cây kẹo bông gòn nữa đây. Ok. Tôi nguyên cái cây nó làm cái bột luôn mấy bạn. Mọi người thấy không? Lớn ra nè mèo ơi. Rồi, được bao nhiêu rồi? Chị Minh Na đưa cho em, chị Minh Na được bao nhiêu cây rồi? Hên quá, vừa đủ 10 cái kẹo bông gòn luôn mấy bạn ơi. Rồi, xong xuôi chúng ta sẽ đổi được cái nút đi ra ngoài. Ta tăng. Đã thiệt luôn, thích cái nhà tù màu hồng này ghê luôn mấy bạn ơi. À, nhà tù này chúng ta có rớp đúng không? Cái này mình kêu là rớp không hết. Mình cái này mình phải nhảy xuống hả? Đúng không? Là nhảy rớp đúng rồi, rơi mèo. Rớp nhưng mà chắc phải Wow. Xuống không? Wow. Rồi xuống. Ủa? Rồi. Nhảy xuống, mèo ơi. Cũng được hả? Nhảy một lần mà xuống được hả? Nhảy một lần không là xuống được rồi. Ờ mấy bạn ơi, cái này nhìn giống gì ta? Nhìn giống kẹo dẻo gì Minh Na. Em giờ mấy cây này nè. Minh Na nhảy xuống gì Minh Na, dẻo gì Minh Na. Em nhìn giống y chang mấy kẹo dẻo luôn. Chị Minh Na nhảy trước chị Minh Na, em nhảy. Chị nhảy trước nha mèo, bảo là về sau nha. Ok. Bình la. Ủa, gì kỳ vậy? Sao hết? Tôi đâu có biết. Sao nhảy phát một xuống không mà Minh Na kỳ vậy? Trời, nhiều khi ăn ở tốt bà nội ơi. Trời ơi, chị Minh Na chị làm gì kỳ vậy? Nhảy con cái chị chết rồi. Thì chị bị xui á mèo. Cố lên chị Minh Na, em tin chị làm được mà. Giờ để tôi. Ta chị Minh Na thôi, đi chị đừng đẩy em nữa thôi nha. Ok, cho chị cơ hội cuối cùng nói chúng ta sẽ bỏ mình. Dướt hốt. Thôi rồi, ba chở con mèo ơi. Thôi dẹp đi, làm như á mặc định là bà phải chết ngay cái cây màu xanh đó. Bởi vì ta nói mà cái người gà là sẽ bị chết đó mèo. Đúng rồi, thôi. Bà đầu là không bị chết. Bỏ qua chị Minh Na đi, giờ tôi sẽ nhảy xuống dưới nè. Đây, mình sẽ canh chỗ này nữa bạn, thấy không? Rồi. Chị. Để em nhảy thử coi chị Minh Na bà làm nhảy khó gì rồi. Ôi vàng ơi. Trời đất ơi, đã em nhảy xuống rồi, tại em xui thôi. Em dính mí thôi, nếu không làm nhảy xuống được rồi. Giờ em nhảy lại lần nữa. Cố lên mèo ơi. Nhảy lại lần 2 nè. Em nhảy là chắc chắn sẽ được. Đó thấy chưa? Lần 2 nhảy được rồi. Ơi, chị Minh Na nè. Chị Minh Na nè, xuống đây. Cố lên chị Minh Na. Chắc. Ủa. Gì vậy? Mình chưa phải nhảy xuống mà tưng lên mà chết tưng không luôn. Chị sao rồi chị Minh Na? Nè, bỏ đây nè. Lấy hại. Ôi, nước này mới xuống được mà. Ủa? Chết. Cái gì vậy? Cái nước gì kỳ cục vậy? Chị Minh Na. Cái gì vậy? Sao cái nước này ma vậy? Hai người dễ chết vậy? Chị làm như tin người chị toàn đồ giả, gặp gì chị dắt đồ món gì mà. Phải già rồi mà phải gì vậy, xài gì cũng giả mèo ơi. Sao rồi? Wow. Ở cái hồ nước này tôi thấy trên video nè mèo, nhảy xuống bơi mèo ơi. Hồ nước này bơi được. Ai. Gì vậy? Hồ nước nó đập. Cái nước này nước gì kỳ vậy? Không biết nữa, chị xuống thử cái chị Minh Na. Nhiều khi cái nước đó kỳ không ai. Cái này làm như nước độc hay nước axit vậy mấy bạn ơi, nhảy xuống là chết, mình không nên nhảy xuống. Ủa, té xuống cái còn cái chè không vậy mà trên quảng cáo không thấy thằng cây tù nó nhảy xuống nó tắm không hết. Thấy rõ ràng thì nó nhảy nó té đâu. Nó lừa mèo, đừng tin quảng cáo. Đúng rồi, bởi không bao giờ nên tin vào quảng cáo. Đúng rồi chị Minh Na, thật là lợi hại. Ủa hai người đi đâu ạ? Ui rồi, chết rồi. Cố lên, cố lên.
rồi xong phút chết thì Đâu rồi? Ôi da, chị Minh Tâm đã chết rồi. Hình như nhảy vô chỗ đó kìa, đúng rồi. Tôi vô. Rồi, vô rồi chị Minh Tâm. Chị đến đây. Qua cái cây này được rồi, giờ mình sẽ làm gì nữa mọi người? Ý, trên đầu mình có cái rương cua tờ nè, lấy cái nút bấm nè. Nút bấm này bấm vô đâu? Nút bấm vô bấm cửa đằng kia kìa. Qua đi hết. Phải nhảy qua đây đúng không? Nhảy qua, cố lên. Ôi vàng ơi. Bên đây. Ủa? Không được né ra mèo. Sao xuống nước mà không chịu bơi lên vậy hút? Bơi được. Chị Minh Tâm đi giữ. Đó là chỗ mà Bơi lên. Sao cứ giống như là cái nước này rớt xuống bị đút chân hay gì á? Rớt xuống bơi không có được, rớt xuống bơi không có được. Kỳ vậy, cánh tay chị Minh Tâm, để em thử. Bé một tí. Để giờ em nhảy lại cho nè, cái chỗ này sao lạ quá ta. À biết cách rồi. Thêm cơm cho, ông làm gì hết. Ông không có nhảy. Tôi giờ mèo. Ui, cái đầu ông đâu rồi? Cái đầu tôi đây nè. What the hell, cái gì vậy ông mới lật. Ông trở cái đầu ông như là trở bằng tay luôn. Ui, để em đi trước đi. Rồi. Nước này xuống dưới là bơi lên được mèo ơi. Được rồi chị Minh Tâm, nhảy qua chị Minh Tâm. Tại không biết đi thôi, để tôi nè. Ui trời ôi. Ôi. Hình như mỗi lần chết mình sẽ mất đồ, đúng y luôn mấy bạn ơi. Nút ở đây nè bà nội ơi. Đâu, ông có nút chưa? Có nút hả? Đi qua, let's go. Ơi, hình như mình đang ở trong cái này, cái mê cung này đúng không mọi người? Tôi thấy cái này giống mê cung kẹo vậy. Cái này giống mê cung kẹo ghê luôn. Ơi, có cái rương cua tờ trong này nè. Cái rương nè, vô đây coi cái rương nè. Ê mẹ ơi, có con gì đây nè mẹ ơi. Hả? Trong rương có trong cấp sắt con gì hút? Kệ, có con gì bên này nè, ui nó cắn kìa. Cái gì cắn? Mẹ ơi, trong đây có con nè mẹ ơi. Trong nào có con? Nè. Sao không có cái kiếp? Ui da. Tôi lượm trong cái rương chứ đâu. Tụi nó quánh tôi một cái sạch chứ đúng người tôi luôn đâu. Ủa, hả? Ủa nó chạy nè, vô đường cùng rồi. Mày. Có con gì lạ quá, chị mới thấy nhiều. Nó mới chôm đồ của mèo đó mèo. Trong này có cúp sắt nè, lấy cái cúp sắt ra, hình như mình cần phải đập cái con đó. Mèo lên đây nè mèo. Ủa đèo đây được luôn hả? Được. À, đằng kia thấy hắc điện thạch không mọi người? Mình phải tìm cây cúp kim cương để đào hắc điện thạch đây. Mèo nó đây nè. Một tổ luôn nè. Trời ơi, cái gì đó nằm trong toilet nhiều quá vậy? Ừ, mấy con này là mấy con chui toilet mèo ơi. Quánh nó một cái nó chết rồi. Nó đang ở viên kim cương. Đâu rồi kim cương đi mày? Rồi. Mày đứng mày nhảy lên mày ra đây hả? Làm viên kim cương luôn. Tụi con nó chết rồi chắc ở viên kim cương hả? À hiểu rồi. Vậy là mình phải đi đánh cái con đó để mình tìm kim cương mình mới làm được cái cúp kim cương để mình đi ra khỏi đây. Kìa kìa có con trước mặt. Tôi đang rượt đó nè. Mày chạy nè. Tôi dậm lên đầu tôi trèo lên. Chết nó lật ngửa rồi luôn. Hai con đã dậm lên đầu được không? Được. Nè, quá cái con này hình như cái con quặng kim cương hay gì mọi người đảo à. Đứng lại, ê mày đứng lại. Em đào mấy con này ra, em đào ra. Ông làm gì ông quánh đâu, len can vậy hút. Dạ đào. Nó trong đường cục không chạy được, tội nghiệp đó quá à, mắc cười lắm. Rồi ba viên rồi, kiếm trong cuối thêm ba viên kim cương nữa. Này nè, thôi tính ra mấy con này dễ sơ lắm mấy bạn ơi, dễ xử quá à. Đánh một cái này chết. Đánh cái là cửa nè. Nè ôi ơi. Hãy đặt con cái một mấy bạn ơi. Đầu á, đâu có con nào nữa không? Cái một là nó chết ngắt rồi. Đâu vậy mấy ta? Tè le đây nè mèo ơi. Tôi muốn ổ đây luôn nè. Táo hả? Mày nè. Sao sáu viên kim cương này? Con cua kim cương á mèo ơi. Ủa cái này giống mấy con cua kim cương thiệt luôn á. Nó chạy ngang tôi mới thấy con chạy ngang nè. Đâu rồi? Để tôi dí nó thử rồi. Giờ tôi thấy săn mấy con này là vui hơn đi kiếm kim cương rồi mọi người. Còn không chị Minh Tâm? Mình chị Minh Tâm có không? Chị thấy rồi, nó mất tiêu rồi. Em nghe tiếng nó chạy lịch kịch. Đây, gần toilet nè. Đâu. Quá chừng hình như dưới toilet nó chui lên đó. Nó tính chui xuống đất cái gì? Mày nè, tụi mấy con này đảo quá à. Ơi ok, nhiều kim cương lắm rồi. Em có 7 viên kim cương luôn. Chị Minh Tâm được bao nhiêu viên? Có 7 viên luôn rồi nè. Tôi có 2 viên. Rồi xong rồi, giờ mình đi làm cúp kim cương thôi. Ấy nhưng mà gỗ đó mình làm kim cương. Mình phải tìm gỗ mới được. Gỗ đó mình làm cúp ta. Để mình kiểm tra coi. Còn à, trong này còn có gỗ nè. Trong rương có gỗ rồi nè. Trời mình đánh xong mấy con này trong rương cho gỗ luôn. Đi làm cái gì mất tiêu rồi. Đấy đây. Ơi còn một con nè. Còn mấy con. Ê mà cái tờ kim cương có nè mèo. Có không? Cái tờ trong toilet á, nãy nó chung ra từ cái chỗ đó đó. Thôi cái bạn chế tạo được toilet. Chị Minh Tâm vừa ngồi lên bàn, vừa ngồi đi toilet vừa chế tạo. Vừa đi toilet vừa chế tạo. Đi ra tôi coi đây, đi ra đây. Giờ chúng ta sẽ chế tạo rồi. Lần đầu thử thách vừa đi toilet vừa chế tạo đồ với bạn. Chắc chắn chúng ta sẽ suy nghĩ rất là thông thái đây. Giờ em sẽ chế hút cần cúp kim cương không? Tôi sẽ chế cho một cây luôn. Sáu viên xong. Tại sao? Tại sao chế tạo xong rồi nè đi. Hút trăm viên cây cúp kim cương nè. Làm đi. Ông dùng gì cho người tôi ạ? Dùng kim cương rồi chị Minh Tâm lượm của tôi rồi trả đây chị Minh Tâm. Trời ơi, tôi có 2 viên rồi lấy chơi đòi chơi. Vấn đề quan trọng là phải tìm đường mình đi tới cái cánh cửa. Ui da, đây. Ô, tao thấy rồi, có thêm một con ở đây nè mấy bạn ơi. Mày chạy hả? Cửa này coi. Hai người làm gì đằng đó vậy? Thì Panda bà lấy cái kim cương bà không trả cho tôi quăng bà chết rồi. Ông quăng bà khói luôn kìa. Giờ mình sẽ đào cái hắc điện thạch này ra. Chắc chắn đào xong là mình sẽ được về nhà thôi đúng không? Nãy giờ tôi thấy mình vượt ngục hơi bị lâu rồi đó. Để tôi trưởng cái là bạch cái khóa điện thạch luôn mèo. Ra đây nè, ra đây. Hốt em trưởng phụ tôi cái hốt lâu quá à. Chị Panda trưởng phụ em, chị Panda hay. Lại đây né ra. Tao. Tôi ghê giữ. Ghê chưa? Đó là khí công đúng không? Rồi sao mất hết rồi? Ê, nó mất hết rồi. Cái cuối cùng. Quá. Ủa hốt rồi nè. Hốt rồi hả? Ừ. Wow. Chúng ta đã thoát ra được nhà tù màu hồng.
vừa sức với tụi mình mấy bạn, không có quá khổ sở như cái nhà tù bằng đất, đúng không mọi người? Ok, bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Nếu như mấy bạn thích cái nhà tù màu hồng của mình, mấy bạn đừng quên thả like và sub cho mẹ với cả team của mẹ nha, cho mẹ 100.000 like nha. Bây giờ thì bye bye mọi người. Bye mọi người. Bye.